Hai năm qua, cùng với việc tập trung cao độ ứng phó với COVID-19, ngành y tế Đà Nẵng cũng đảm bảo việc khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt tập trung phát triển nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu và hội nhập quốc tế. Là bệnh viện chuyên khoa sâu của Đà Nẵng, cùng nhiều kỹ thuật chuyên khoa sâu trong lĩnh vực ung bướu, đến nay, bệnh viện ung bướu cũng đã đưa vào sử dụng hệ thống máy xạ trị gia tốc thế hệ mới để xạ trị, điều trị cho người bệnh. Với sự ra đời của khoa xạ trị, cùng việc ứng dụng kỹ thuật y khoa tiên tiến vào phát đồ cho bệnh nhân ung thư, nhiều người bệnh ở khu vực miền Trung Tây Nguyên đã tiếp cận được những dịch vụ y tế hiện đại, tiết kiệm chi phí và thời gian. Hầu hết những cái kỹ thuật về phẫu thuật cũng như xạ trị, hóa trị, điều trị miễn dịch, điều trị thuộc đích chuyên sâu cho bệnh nhân thì chúng tôi rất là tập trung vào cái mạng phát triển về chuyên môn bệnh viện ngày càng sâu rộng hơn. Là cánh chim đầu đàn trong ứng dụng kỹ thuật y tế chuyên sâu, thời gian qua, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục phát triển và ứng dụng nhiều kỹ thuật khó, giúp cứu sống nhiều trường hợp hy hữu. Cơ sở y tế này đã thực hiện thành công nhiều ca ghép thận, ghép chi, xử lý nhiều trường hợp cấp cứu khó về tim mạch. Cấp cứu tim mạch, nội tim mạch, ngoại tim mạch can thiệp, tim bẩm sinh cấu trúc và gây mê hồi sức tim mạch. Chúng tôi đi chuyên sâu đến tất cả các cái chuyên khoa như vậy. Và trong tương lai thì bệnh viện Đà Nẵng cũng thành những cái trung tâm, ví dụ như trung tâm ghép tạng và cái ghép tế bào gốc, trung tâm chấn thương thần kinh bỏng tạo hình, trung tâm đột quỵ, trung tâm chẩn đoán hình ảnh v.v. Hiện Đà Nẵng có 20 bệnh viện công lập và ngoài công lập được đầu tư bài bản đáp ứng kịp thời nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên. Với hơn 9.000 giường bệnh, cao gấp 3 lần so với tỷ lệ của toàn quốc, nhiều kỹ thuật y khoa hiện đại đã được ứng dụng ở cả y tế công lập và tư nhân. Hiện tại trung tâm nội soi bệnh viện Tâm Trí có trang bị hai dòng máy nội soi. Máy thứ nhất là máy CV Olympus CV 170 và máy thứ hai là Olympus CV 1500. Máy 1500 tức là cái máy nội soi hiện đại bậc nhất hiện nay. Không chỉ thể hiện vai trò tuyến đầu ứng phó hiệu quả với đại dịch COVID-19, hai năm qua, ngành y tế Đà Nẵng cũng đã làm tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người dân. Các kỹ thuật y tế chuyên sâu vẫn đang được triển khai áp dụng theo lộ trình. Qua đó từng bước xây dựng Đà Nẵng là trung tâm y tế chất lượng cao theo định hướng nghị quyết 43 của Bộ Chính trị.